Chào mừng các bạn đã đến với kênh Khám phá cùng DNTC. Vừa rồi các bạn vừa tham khảo những cái hình ảnh rất là đẹp tại phòng karaoke. Và mỗi lần khi các bạn đi hát karaoke thì các bạn có thể hỏi là tại sao phòng karaoke lại được thiết kế và xây dựng đẹp như vậy. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đi khám phá nơi sản xuất ra những phòng karaoke tuyệt đẹp như vậy. Mời các bạn cùng theo mình. Đội nghề tuyển chọn đang có mặt tại công ty Hoàng Quy. Thì xin giới thiệu các bạn, đây là anh Quy, giám đốc công ty Hoàng Quy. Chào anh. Chào. Dạ, hôm nay thì đội nghề tuyển chọn cũng là một cái series khám phá một cái xưởng sản xuất các phòng karaoke. Thì hôm nay cũng xin cảm ơn anh Huy đã tạo điều kiện cho team của mình để tham gia tại đây, quay những cái clip tư liệu và chia sẻ về nghề. Thì sau đây xin mời các bạn cùng theo mình và anh Huy để giới thiệu cái công đoạn làm thế nào từ bước bắt đầu đến bước kết thúc để sản xuất ra một phòng karaoke. Xin mời các bạn. Giờ mình đi phòng thiết kế trước ha. Okay. Trước tiên đó, mình lãnh được công trình, mình gặp khách hàng, mình tư vấn cho tôi, mình ký hợp đồng. Rồi như mà đầu tiên là mình phải là thiết kế. Dạ. Nghĩa là sau khi nhận hợp đồng về, mình sẽ đưa vào phòng thiết kế cho khách hàng. Đúng rồi, mình sẽ gửi hình ảnh 2D file yếu cho khách hàng xem. Xong xuôi mình về, mình mới làm, đi ký hợp đồng rồi mình mới làm một cái file gốc. Dạ, đây là phòng thiết kế, các bạn kỹ thuật thiết kế. Đây là sau khi là thiết kế thì vẽ trên 3D rồi xong rồi chuyển qua máy in cắt CNC anh. Đúng rồi, mới là chuyển ra 2D xong xuôi rồi trước khi mình chuyển ra 5D cho tạo dựng một video 5D. Dạ. Đấy cho khách hàng coi luôn. Mình dựng được video 5D luôn. Đúng rồi, 5D luôn. Hiện tại giờ nhân sự mình được bao nhiêu người vậy? Mình tổng cộng là được 16 người. Dạ, trong đó thì có bao nhiêu bạn thiết kế ha? Chỉ là một bạn thiết kế với một bạn phụ là vợ của An. Dạ. Nghĩa là bây giờ đa phần rồi mình ở đây sản xuất ở đây rồi, cái đội thi công riêng là mình đi là bao gồm 16 người đó luôn chưa? Mình là thi công là mình huấn luyện luôn, mình sẽ đào tạo dạy nghề cho mấy đứa sinh viên vô mình huấn luyện. Dạ. A đến Z. À. Mình không có khoán. Dạ. Tại cứ khoán không có hành sau này nó khó khăn lắm. Nghĩa là tất cả nhân sự đều thuộc của mình hết luôn. Của mình hết, mình bao ăn ở đầy đủ hết. Dạ, nghĩa là công ty của mình vừa có tiếp nhận đào tạo nghề và vừa hỗ trợ cái việc làm cho họ khi mà họ ra nghề được luôn. Đúng rồi. Các bạn có thể là tham khảo cái đường link mình để ở dưới, cái số điện thoại của anh Huy tại đây. Thì các bạn nào có nhu cầu đam mê trong lĩnh vực này thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp vào anh Huy. Mình lên cái dựng 5D vậy đó. Rồi cho khách hàng người ta xem trước. Đây là cái clip 5D. Dựng 5D. Đây. Nghĩa là sau khi mà vẽ thiết kế xong sẽ dựng 5D cho khách hàng xem. Và sau khi khách hàng chốt được cái phương án rồi thì sẽ tiến hành sản xuất. Thì cái này là khi nào mình đặt cọc bao nhiêu phần trăm thì mình mới làm cái này anh? Cái hợp đồng là mình ứng 40%. Dạ. 40% rồi xong xuôi mình hoàn thiện mình trở lại mình ứng thêm 40% nữa. Dạ, nghĩa là ký hợp đồng đàm phán là sẽ ứng 40%. Giờ mình sẽ sản xuất ra những cái file này chốt khách hàng và sản xuất tại đây là ứng thêm 40% nữa. Rồi mình mới chuyển qua cái file 2D để đưa máy VC cắt. Dạ. Rồi đem tới lắp đặt xong nghiệm thu là thu 20% còn lại. Đúng rồi, chính xác. Đó, mình chuyển đây. Đây, từ những cái vật liệu thô sơ mà các bạn thiết kế sẽ tạo được những cái hình ảnh như thế này và đưa qua sản xuất. Đưa ra sản xuất để làm một cái phòng karaoke rất là đẹp. Mình bao gồm là thiết kế và phòng ốc và bàn ghế luôn phải không anh? Bàn ghế đầy đủ hết. Chủ đầu tư chỉ xây phần thô thôi. Mình chỉ vô mình làm từ A đến Z hết. Cái này thì chủ đầu tư chỉ xây phần thô và mình làm hết toàn bộ tất cả luôn. Rồi bên mình có nhận làm luôn cái dàn âm thanh được luôn không anh? Có âm thanh luôn. Nghĩa là coi chọn khoán chọn gói hết toàn bộ. Dạ. Cũng quá hay ha, nghĩa là bây giờ em mà dù em có nhu cầu em là gia đình đi, em muốn làm cái phòng gia đình thì em bàn giao cho anh một cái phòng thô vậy. Được. Thì anh sẽ vào cách âm rồi anh làm hết toàn bộ trang trí và luôn cả cái dàn karaoke cho em luôn. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Sau này mình làm mấy chỗ xây biệt thự á, người ta ưa, bây giờ người ta có nhu cầu người ta chơi tại gia đình trong cái mùa dịch này nè. Dạ. Mà càng mùa dịch này càng karaoke gia đình ta càng xây thêm rất là nhiều. Dạ đúng rồi, lâu lắm rồi tụi em cũng không có được đi karaoke nữa, tính ra cũng khoảng 2 năm rồi quá. 2 năm rồi cũng không có được đi vào phòng karaoke. Thì cái mô hình mà phòng karaoke tại gia đình thì hiện tại giờ đang là phát triển. Đúng rồi. Đây là những tấm gỗ thô sơ như vậy nè, mình mới làm đây, thành hợp. Đây là cái phần nguyên liệu. Đó. Sau khi chạy thiết kế xong thì sẽ chọn lựa chọn nguyên liệu là những tấm này. Rồi alu. Bao gồm gì anh? Dán alu phải không? Dán alu đủ loại. Rồi mica. Dán ép. Alu. Mica. Đây là cái hệ thống máy hút bụi ha. Máy hút bụi là hút bụi dành cho có máy CNC. Và khi mà có máy phai thiết kế rồi mới đưa qua cái dàn CNC này. Đây là những cái phần dụng. Cắt
ra này cắt ra từ gì là mình đi lắp lại. Dạ. Đó. Cái này là bỏ nè phải không anh? Không, cái là cái lấy đó. À cái này là cái lấy hả? Mình mới lắp vô. À. Mình lắp vô thành phẩm giống như vậy nhiều giai đoạn đó. Dạ. Cái này tỷ lệ hao hụt cao không anh? Tỷ lệ hao hụt khoảng cỡ 20% giá bỏ. Dạ. Không nhìn là đâu biết là còn hay không. Đúng rồi. Ra là cái tủ là cái này. Cái này so với một cái gỗ mà đóng mà nội thất á thì các bạn nghĩ cái này là vừa bỏ. Đúng rồi. Phần bỏ đi nhưng mà thực tế trong phần phần cao kê á, thì cái này là cái phần tận dụng. Cái phần gột trong này thì mình sẽ lấy làm cái phần khác. Này là cái màn hình LED nằm đây nè. Đó. Dạ, LED. LED. Màn LED á. Dạ. Cái LED là mình sản xuất luôn ha. Không, màn LED là mình nhập từ đơn vị khác về. Rồi xong đó mình thi công là LED là mình thi công vô đây hết luôn toàn bộ. Dạ. À. Đây là cái khu này là để nghĩa là đồ nghề là mình để ở đây, rồi trong đó những cái một đội đi lắp là anh đã khoán cho họ là một cái bộ riêng hết rồi phải không? Đây đây có một máy CNC đang chạy đây, cái này là cắt alu á. Thành phần nó thì bao gồm là nhựa dán dán ép và alu thủy tinh. Đây ra thành phẩm cái này. À. Đây này ra sản phẩm này đây. Oh. Nó LED chạy. Dán đèn vô. Đèn là đèn chống nước luôn. Dạ. Cái này mình làm cho khách hàng mình bảo hành bao lâu hả anh? Bảo hành 2 năm. Bảo hành 2 năm cho khách hàng. Cái này là máy CNC cắt vuông miếng này rồi mình mới ốp mặt này sao? Đúng rồi. Còn cái này mình nữa làm 80K nữa. Dạ. 80K để che mấy qua chân này. Dạ. À. Nghĩa là nãy giờ em đi vòng vòng thì em thấy mấy cái thiết bị mình nó cũng hơi bị nhiều ha. Bao gồm máy CNC rồi những dụng cụ cầm tay, máy cắt, máy này, máy nọ. Ừ. Rồi, sau khi cắt cái đó ra thì đây là đang là xử lý phần thô là nguyên khu này hết luôn phải không ạ? Đúng rồi. Phần thô rồi kiến rồi mình đây máy phun kiến. Phun như tấm kiến nó có mấy qua văn mà hình. À dạ. Giống như sơn. Đúng rồi, giống như bi da kim vậy đó, phun vậy đó là mình ăn đèn. Phun cát hả? Đúng rồi, phun cát. Dạ. Cái phần này trong cái xưởng của mình đó, mình làm những cái khó khăn là cái chắc cũng quản lý vật tư này nó là cái khó nhất của anh. Đúng rồi, cái khó nhất, cái hao vật tư là khó với mấy cái mình muốn sản phẩm mình muốn cho đẹp thì quan trọng cái đồ nghề nữa. Dạ. Đồ nghề mình nó phải tốt này kia, nó chất lượng thì cái sản phẩm mình ra nó sẽ đẹp hơn. Dạ. Những đường cắt của máy, những máy tốt thì đường cắt nó ra nó chuẩn hơn, cái thợ gáp thì nó sẽ đỡ là nó bị chỉnh sửa nhiều. Đó những cái nãy cái miếng gỗ nãy không là từ đây nó chế gáp thành phẩm như gì. Đây 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 là khâu khâu gáp thành phẩm. Nghĩa là trong đó là cái khâu sản xuất riêng. Rồi ra đây sẽ làm cái khâu thành phẩm. Rồi có sơn là mình nằm khu nào không? Không, cái này mình sơn toàn bọc da hết. À đây này không sơn, toàn bọc da hết luôn trên lên sản phẩm luôn. Sơn sợ nó chày thì kia. Mình về đây mình phải bọc da một cái nữa cho chắc cú nó đẹp nữa. Dạ, bọc da thì nó bền hơn, còn sơn nhiều khi cái phòng nhảy nhót này nọ thì nó lại khó. À có miếng tiêu âm không anh, nó giúp cho phần cách âm cho cái phòng luôn. Phòng mình tiêu âm nó bị dội phòng. Ừ. Nghĩa là phòng cao kê quan trọng nhất là cái phần cách âm. Cách âm thì cách âm và tiêu âm. Đúng rồi. Dạ. Chứ còn phòng cao kê mà không làm đơn thuần mà không cái đó thì nó ồn ra ngoài chịu gì nói. Đây, đây là gáp từng miếng nhỏ cái khung hồi nãy. Ghép góc lại với nhau. Đây. Đúng rồi. Đó. Cái này gọi lên là gáp thành 3D rồi. Đúng rồi, như 3D. Những cái miếng 2D thế này, từ cái bản vẽ trong kia sẽ ra được cái bản vẽ 3D thì các bạn kỹ thuật sẽ ngồi gáp. Gáp thành khung 3D thế này. Đó. Rồi sau tiếp tục là mình sẽ bọc da vô. Bọc da vào và dán đèn. Mình thầy theo này ốp kiến khung cát vô. Dạ, ốp kiến hoặc khung cát rồi lắp tiêu âm lắp sau cuối cùng ha. Phải một cái công đoạn này nó cũng rất là nhiều cái công đoạn để mà mình sản xuất ra được cái này. Thường một công trình thì em ví dụ như một cái phòng anh, nếu mà mình nhận mình làm gia đình thì tầm khoảng 20 mét vuông thì mình làm khoảng bao lâu ta? Nếu mà mình làm 20 mét vuông phòng gia đình vừa thiết kế vừa ra khoa vừa lắp luôn khoảng từ 15 ngày. Nghĩa là từ lúc mà em ký hợp đồng với anh đó, sau đó là khoảng 15 đến 20 ngày là mình bàn giao được cái công trình cho em. Mình lắp đại xưởng, mình ra thành phẩm đại xưởng là khoảng 7 ngày, mình đi lắp khoảng chậm lắm là 7 ngày hoặc 5 ngày xong. Dạ. Cũng nhanh á.
này thì nếu mà chủ nhà sang xây nhà thì vô phần thô, bắt đầu phần sân bê nữa là bắt đầu mình nó bay vô tiến hành mình làm chung lực hoàn thiện với họ rồi. Còn những cái này là mình tự mình làm hết luôn phải không anh? Những cái hoa văn, những cái bàn ghế nổi nè, nó làm bằng chất liệu gì ha? Composite là mình đổ khuôn hết đó. Đúng rồi, mình đổ khuôn. Dạ. Vừa rồi các bạn đã xem một cách tổng quan về cái xưởng sản xuất nội thất karaoke, thì giờ đây mình và anh Huy sẽ cho các bạn thấy về quá trình khởi nghiệp của anh Huy như thế nào. Anh Huy thì mời anh giới thiệu sơ về cái lịch sử mà mình hình thành, tại sao mình thành thành công ty Hoàng Huy này ha. Đúng rồi. Bây giờ nói về lịch sử thì chắc dài lắm, nhưng mà mình nói tóm gọn sơ sơ là đối với cái nghề của Huy thì nó chuyên về âm thanh, nhưng mà mình rất thích về trang trí nội thất này kia. Sau này mình mới nghĩ chữa chị hai mình là chuyên về âm thanh, rồi mình mới nghĩ mình mới ra mình làm một cái nội thất. Tại vì mình thấy cái nội thất công nghệ mới này nè, đèn làm đèn vô cực 4D này chưa có ở miền Tây mình. Đó, chưa có ở miền Tây mình mới thấy gì, mình mới khám phá ra, mình đi lên Hà Nội, mình học một khóa. Làm gì mình học một khóa, nói tiếng học thật sự là mình đóng tiền, mình học rồi mình phải làm ngày làm đêm để mình lấy cái công nghệ này về cho miền Tây của mình. Đó, lúc mà đem về đây á, học một lẻ đem về đây càng lại khó khăn, tại người ta hồi xưa là chỉ làm phòng karaoke là chỉ có vài chục triệu, 15, 20 triệu là sạch cao không. Còn những cái phòng mình đưa vô thì nó ra một phòng từ 60 triệu trở lên. Rồi hồi xưa nha, là 60 triệu lên, bây giờ thì nó ra 100 mấy, 200 là chuyện bình thường. Đó, người ta không thể nào đáp ứng được cái số tiền như vậy, mình phải làm từ từ, mình phải tư vấn từ từ, rất là khó khăn về cái phần đó đó. Rồi mình mới vô thành công, sau này là mình sẽ mới mở ra một cái con đường mới là mình sẽ đào tạo cho tổ lính. Đào tạo cho nhân viên để họ làm những cái phân khúc của mình. Đúng rồi, mình sẽ đào tạo cho tổ lính, mình vừa cho tụi nó vừa học nghề, mình vừa trả lương tụi nó luôn. Dạ. Đó. Nghĩa là anh nghĩ là tất cả các ý tưởng mình hình thành đó là từ những cái công việc phát sinh thực tế. Chứ không phải là mình ngồi mình nằm mình gác tay lên trán một đêm là tự động mình có ý tưởng này. Và theo em thì cũng kinh nghiệm cũng làm nhiều năm trong kinh doanh, thì em cũng thấy là cái ý tưởng như chiếm một phần thôi. Thì quan trọng là khi bạn có ý tưởng rồi thì giống như anh Huy đó, khi mình có ý tưởng rồi thì cái cách mà mình triển khai được cái ý tưởng như thế nào, rồi sau đó là lăn xả rồi thức ngày thức đêm, những cái công đoạn đó thực tế là không ai thấy vấn đề đó. Các bạn vừa thêm những cái xưởng của anh Huy, nhìn cái về cái quy trình thôi, phòng ốc này nó rất là ok, quy trình sản xuất thế nào, nhưng mà em nghĩ là anh Huy cũng trả giá rất là nhiều bài học ở trong đây để xây dựng được cái quy trình mà để mà mình tư vấn khách hàng như vậy. Giống như mình đã đào tạo được rồi, cái xe lính mình nó sẽ giống như nó sẽ nghỉ, mình sẽ rất là khó khăn cái chuyện đó. Mình sẽ đào tạo lại, giống như mình nghề thì mình đã dạy cho tụi lính rồi, nhưng mà cái còn có phần mà ra đời tụi lính mình nó làm được hay không là còn một lẽ nữa. Nên sau này tôi mới làm, mình nghĩ một câu thôi, mình làm có đức thì giống như câu slogan của mình, thấy không, làm có đức mặc sức mạnh là mình không có sợ. Câu slogan của công ty đó, câu slogan của công ty mình bất cứ đi đâu, từ xe đâu là đều để hết, tại vì mình làm có đức mặc sức mạnh, cứ làm đúng, dù khó khăn cái nào mình cứ làm đúng, giống như công trình mình làm coi dù có lỗ mình cũng phải làm đúng, hoàn thành tốt. Chủ đầu tư trong thời gian mà mình làm á, anh theo anh thì cái gì là khó khăn nhất trong cái nghề của mình á? Trong khó khăn nhất của mình là một là nhân sự, làm như mình làm đó, giống như mình làm được rồi người ta sẽ kêu mình nữa nhiều, nhưng mà mình không đủ để nhân sự để làm cái điều đó. Không năng đủ năng lực nhân sự để đáp ứng được công việc đó. Đào tạo một người mà đứng phòng mình làm á thì nó rất lâu, cần cả một năm đó. Một năm tỷ giờ mình có 4 kỹ thuật thì mình lãnh được 4 công trình, nhưng mà thêm một công trình nữa thì mình không thể nào lãnh được. Đó là khó khăn là cái chuyện đó. Phải là muốn làm là làm được. Cái này thì nó gọi là năng lực sản xuất. Đúng không anh? Thì có một số cái công ty khác thì có thể là họ chạy theo cái số lượng hợp đồng, thì họ cố gắng nhận thật là nhiều cái công trình họ làm, nhưng mà khi họ quay ngược lại thì cái năng lực sản xuất của họ không đáp ứng được những cái công trình đó, thì đâm ra những cái thành phẩm nó lại không đạt chất lượng. Thì làm thì ham đó, nhưng mà khoảng 1-2 năm sau các số lượng mà khách hàng gọi phàn nàn nó còn nhiều hơn khách hàng gọi để mà tìm khách hàng mới. Nếu mình làm chất lượng thì cái khâu mà mình trước mắt mình thấy có lợi nhuận đó, nhưng mà sau này cái khâu bảo hành mình tính ra còn lỗ hơn là mình làm. Cái ngày xưa thì anh Huy thì nắm kỹ thuật hết,
Thì các bạn mới sau này nè, thì mình một cái người mới bình thường anh, thì thời gian bắt đầu họ vào đây, họ học nghề, họ làm ra được việc thì gọi là một người thợ lành nghề đó, thì nó mất khoảng thời gian bao lâu anh ạ? Bây giờ nó tùy theo mỗi em nhân viên đó, giống như người nào mà nó chịu làm, nó sốt sắng, nó đam mê á, từ 9 tháng 1 năm là nó có thể đứng phòng nó làm được. Dạ. Còn nếu mà tùy theo người mà nó không cầu tiến thì giờ đó là 2 năm cũng chừng, 2 dạ. năm ngoài. Đứng phòng là giống như là một bạn chỉ huy trưởng của một cái công trình tại đó. Là một người ta nói là như đội trưởng, mình thì mình bên kỹ thuật thì mình nói cho là đội đứng nó đứng phòng, làm như một mình giao một công trình đó 10 phòng. Dạ. Là có một bạn sẽ chuyên về kỹ thuật cái đó, sẽ chỉ là cho mấy bạn nó lên mẫu lên hình sao. Dạ. Là kết cấu điện như thế nào phải làm đúng theo công trình của công ty của mình. Mà ở đây mình sẽ thiết kế tất cả các bản vẽ thi công thế nào thì các bạn tại công trình đó bạn sẽ nhìn vào bản vẽ đó và bạn sẽ chỉ đạo cho cái đội thi công để họ làm. Dạ. Là giống như xây dựng phần thô, người ta nói là giám sát công trình vậy. Dạ, đúng rồi. Cái anh Quy có thể chia sẻ thêm anh là cái lộ trình của một người thợ anh, nghĩa là bắt đầu thì họ sẽ làm cái gì, nghĩa là cái giai đoạn phát triển tay nghề của người thợ á, thì anh Quy có thể là chia sẻ thêm cái vấn đề đó để cho các bạn khác trẻ sau này nắm được. Mình mới một nhân viên sinh viên này kia đi ha. Dạ. Bắt đầu mình vô mình sẽ đào tạo, là trước tiên mình sẽ cho họ là mình cắt mấy cái xi trước. Đó, cắt xi trước bắt đầu làm thành phần, như nãy chung đi mới đi coi xưởng là lắp, như mình lắp một mô hình như mình thật sự giống như đồ chơi vậy, mình sẽ lắp ra đó, mấy bạn nó sẽ lắp biết cái đó tất cả hết, từ khâu dán đèn, bắn xi đó, rồi dán keo lại kia, câu điện, rồi mới đi xong hết đó, gỡ gành rồi mình mới cho đi công trình. Tại vì nếu mà công trình mình có bị hư xử lý gì thì bạn nó sẽ biết cái đó, là để khắc xử lý ngay tại chỗ liền. Chứ một người mà đi ngang khơi khơi đi đứng ra công trình mà làm thì bị hư, đó là trong giai đoạn ở kho mà không biết cái đó là không thể nào xử lý được. Nghĩa là có thể là bị đứng công trình phải chờ tại bộ phận kho sản xuất xong mới chuyển ra cái đó thì nước là mất thời gian. Nghĩa là một cái công đoạn mà tầm khoảng ở nghỉ 3 đến 6 tháng thì các bạn nó mới làm được cái tay nghề ở dưới và hiểu được cái công đoạn từng bộ phận gáp nhau như thế nào. Mới đi ra ngoài mới thành tâm được. Thì nãy là những cái khó khăn rồi ha, thuận lợi các bạn cũng thấy rồi. Thì có một số cái rủi ro trong nghề á, thì theo anh có một số cái rủi ro nào mà anh có thể chia sẻ được không? Ví dụ như rủi ro về vận hành máy móc, rủi ro về khách hàng đặt cọc hay thế nào đó, hoặc là rủi ro về cái tai nạn lao động của anh em. Cái rủi ro về khách hàng thì cũng ít lắm, tại vì mình làm quan trọng là cái khâu đi ký hợp đồng với làm hợp đồng là do mình với bà xã làm. Nên mình gặp đối tác như thế nào á, mình sẽ nói thẳng ra, tỷ mình làm một con nợ một cho thiếu bao nhiêu. Mình chủ tư nói trước, tư vấn mình trước, mình hỏi thiệt thì chủ tư sẽ nói trước hết, nên cái sự rủi ro nó thì cũng ít, nhưng mà chỉ có chậm, có thể là như người ta hứa mình là một tháng hay là ba tháng thì có thể là kéo ra một năm hoặc năm ngoài, cái là cái đó nghĩa là bị chậm trả thôi, do tình hình chung hay thế nào thôi. Chứ còn tỷ lệ thất thoát thì cái mất công nợ thì nó lại không có. Tại vì mình rút cũng có, nhưng mà mình rút kinh nghiệm, giống như mình có làm một lần ở dưới mấy anh dạng như ta thuê lại á, hoặc qua quản lý á, rồi chủ có trả quản lý rồi, nhưng mà quản lý đứng ra làm với mình thì người ta lấy tiền nó đi, thì từ đó kinh nghiệm từ đó nên mình không làm việc quản lý nữa, trực tiếp cho chủ tự mình làm, còn không thì mình không làm. Đó. Vì còn cái rủi ro về cái an toàn trong lao động anh, sử dụng máy móc thiết bị á, thì có thể anh chia sẻ thêm với cái ngành của mình thì cái độ an toàn nó có cao không ha? Ngành của mình á thì cái phần lao động không có cao gì, tại vì mình làm trong phòng là cái độ cao là một là không nữa nổi như mấy bản hiệu. Hai nữa thì cái chuyện mà đứt tay chân mình xài dao với kia là ai cũng phải có. Nên cái chuyện phần mà lao động bên mình thì ít lắm, chiếm chỉ 10% thôi. Đến nổi dù đó. Thì sau khi tham quan một vòng của xưởng của anh đó, thì đa phần thấy toàn là những cái dụng cụ cầm tay thôi, nó không có những cái máy móc lớn giống những xưởng gỗ lớn, còn máy cưa, máy xẻ, máy này nọ, máy bào này nọ thì nó rất là nguy hiểm. Còn của mình thì đa phần sử dụng dụng cụ cầm tay. Thì những cái công đoạn nguy hiểm thì máy CNC làm rồi, và ra được cái thành phẩm tốt luôn rồi. Nó thì mà cái ngày xưa mình có đầu tư cái máy CNC luôn chưa anh, hay là mới đầu tư sau này không? Nếu mà đã hành nghề đầu tư, đã là đầu tư sẵn luôn. Mới khởi nghiệp là có luôn. Đã có, là mua cái máy đó là đầu tiên, nhất là bao nhiêu vốn mà vừa mua cái máy đó trước. Rồi xong chưa mình mới tìm con người để khiển cái máy đó nữa. Trong quá trình mà mình sử dụng nó đó thì nó có những cái hư hao, những cái trục trặc về kỹ thuật đó,
Thì ở đây là mình tự học để mình tự sửa luôn hay là mình có... Mới đầu thì mình phải mua có độ bảo hành thì nó bảo hành cho mình. Dạ. Sau này thằng kỹ thuật của mình là An á thì nó từ từ giống như nghề dạy nghề vậy á. Ừ. Từ từ cái nào người ta lại sửa dưới từ cái mình nắm cơ bản đó. Nó chết tụ chết gì tự động hay dây go là tự động An. Dạ. Ở đây là hầu hết rồi, tất cả thiết bị ở đây thì nhân sự mình nó đáp ứng được hết để không bị gián đoạn trong quá trình thi công. Đúng rồi. Thì theo em đi nhiều xưởng thì nó cũng vấn đề mà gián đoạn trong quá trình thi công á, nó cũng là một cái bài toán nhức nhối. Nếu mà những cái bạn nào mà khởi nghiệp mà chưa có lường trước những cái trường hợp này thì cũng phải nên lường trước những trường hợp này. Nhiều khi mà cái máy mình mua về mình để ra rồi mình thấy chạy tốt, tự nhiên lúc mà khi mà nhận công trình hối của khách là đem ra cái máy lại hư. Đúng rồi, đấy thì nó làm chậm tiến độ của mình rất là nhiều. À, ngoài ra thì mình ta trải qua đây là chắc cũng khoảng là mười mấy năm ha. Lúc mà mình làm bên cái nghề trang trí nội thất phòng karaoke này là hôm nay tính hôm nay là khoảng 11 năm rồi. Dạ, 11 năm trong nghề rồi. 11 năm. Đúng. Nên bây giờ thì công ty mình cũng đứng vững dạ. Thị trường thì nên cũng ok. Không? Dạ. Thì em cũng biết là biết anh Huy làm này cũng nhiều, tại cũng có nhiều khách hàng mình cũng giới thiệu á. Thì trước giờ các phân khúc các bạn thấy á, phân khúc này là phân khúc lạ. Phân khúc này thực tế là trên thị trường này rất là ít công ty nào mà đi chuyên phân khúc này. Thì em đi vòng vòng thì em thấy là đa phần là phân khúc là thiết kế nhà ở, thiết kế shop là nhiều. Phân khúc của mình là thiết kế của karaoke. Nó thì cái phân khúc này lúc đầu mở ra thì anh thấy nó khó không? Tại cái lượng khách hàng nó cũng hơi bị ít đó. Đúng rồi, thì lúc đầu hồi nãy có nói chung đầu á là lúc mình đem về cái công nghệ đầu tiên đây á rất là khó, tại vì nó mắc quá, không dạ. Ai sợ vốn đầu tư. Dạ. Nên lúc mà mình đã làm đầu tiên ở Cần Thơ này á là của chú On, cô Ngọc và Phát á. Dạ. Mình làm cho chú On mới cho mình làm thử, rồi mình mới làm từ đó mình mới phát triển từ đó luôn, từ đó giống như một hồi của phòng cái thạch cao đi, mình làm một tiếng giống như là đầu tư ít thì như mình lấy lợi nhuận nó sẽ ít hơn. Dạ. Như tiếng như 50 đi, nếu mình đầu tư cái hàng này lên 100 triệu thì cái tiếng giờ như ăn khoảng 150 thì sẽ người ta nhận ra là làm thì có lý, mau lấy vốn. Dạ. Đó với khách hàng người ta vô mới mẻ, người ta vô hoài luôn. Ừ. Nên từ đó mình phát triển tới bây giờ luôn. Đúng rồi, thì theo em thấy là cũng tuổi trẻ mà ngày xưa tụi em cũng hay đi karaoke nọ thì nó cũng trải qua nhiều cái cảm nhận về cái phòng karaoke. Ngày xưa vô thì nó đơn giản cái bàn karaoke, bàn ăn như thế này thôi, nó cũng không cần trang trí hay cách âm gì nhiều. Còn bây giờ hiện tại bây giờ nó đi những cái phòng karaoke cao cấp á thì vô hầu hết là phải có sân khấu. Phải có đèn LED. Phải có bố trí hình ảnh này rất là đẹp rồi, kể cả bốn cái tivi luôn chứ không phải là một cái tivi không nữa. Nó để phục vụ được khách hàng thì theo em nghĩ là nếu mà bản thân mà khởi nghiệp karaoke nha thì vốn nên một người nên có vốn phải làm, tại vì làm cho đẹp như thế này luôn thì sẽ mau lấy vốn lại hơn so với các bạn cái vốn ít. Các bạn làm ra một phòng hai phòng đó mà nó chấp giá thì nó lại cũng không hay. Theo kinh nghiệm mình đi lãnh công trình ha, mình thấy một điều á, nhầm chủ tư ta sẽ sợ rồi bỏ vốn qua, nó không có vốn, nên thật sự là nghĩ là sai. Giống như mình làm mấy công trình lớn người ta rất chịu đầu tư. Người ta thà là ăn khúc đầu. Yeah. Người ta sẽ muốn cái chỗ như dùng ở Bạc Liêu đi. Người ta đầu tư vô đó cho mạnh đẹp, là lúc người ta thà là làm vô một vùng đó. Yeah. Người ta hoạt động đúng 2 năm 1 năm thì sẽ lấy vốn lại. Yeah. Lúc ai ra thì kệ ta đó. Nhầm người ta sợ không có vốn làm không tới nên không có đẹp. Đúng rồi, bây giờ cái người mà đi hát karaoke người ta cũng phải có phòng đẹp, âm thanh hay. Đó. Còn và đặc biệt cái phân khúc của anh đó là anh làm luôn cả âm thanh. Đúng rồi, âm thanh thì mình có hợp tác với một người em. Dạ. Nên là đối với những qua clip này nè thì mình chia sẻ cho các bạn về cái nghề làm nội thất của karaoke. Thì ngoài ra những các bạn nào mà có nhu cầu mà làm chuẩn bị mở kinh doanh karaoke hoặc là làm cái phòng nghe nhạc hay phòng karaoke tại nhà đó thì các bạn có thể là tham khảo công ty của anh Hoàng Huy. Nó tìm các bạn có thể là vào công ty của anh tham quan một số cái công trình mà anh đã làm rồi và cảm nhận thực tế những cái gì mà mình đang muốn làm tại nhà mình. Thì cũng cảm ơn anh Huy cũng dành một buổi chia sẻ thế này. Thì cũng xin hẹn anh và hẹn khán giả thì trong một cái dịp gần nhất mình sẽ đi thi công thực tế các công trình. Đúng rồi. Thì mình sẽ xem công đoạn làm phần thô ở đây thì đem tới công trình thì sẽ lắp ráp sản xuất và trong đó thành phần cách âm và cái phần màu sắc nó sẽ lên như thế nào. Thì xin mời các bạn gặp lại cái phần 2 trong cái chuỗi series khám phá cùng DNTC. Xin cảm ơn các bạn.